Bà Thư ở xã Cổ Bi chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm để chữa những bệnh thông thường, hưởng bảo hiểm y tế cao nhất 80%. Nhưng điều mà bà Thư mong muốn hơn cả là nếu mắc bệnh nặng mà phải vượt tuyến chữa bệnh thì vẫn được hưởng bảo hiểm y tế 80%. Tôi là người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không may tôi bị bệnh hiểm nghèo thì tôi muốn mong chuyển tôi lên cấp trên mà vẫn được bảo hiểm như bây giờ. Cũng để thuận tiện cho người bệnh khi mà tham gia bảo hiểm thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đối với các bệnh khó, bệnh hiểm nghèo mà các bệnh viện đa khoa hoặc là chuyên khoa của tuyến thành phố mà không điều trị được thì người bệnh có thể được chuyển thẳng từ tuyến cơ sở lên các tuyến chuyên sâu để người bệnh được khám và được hưởng đầy đủ các cái quyền lợi của bảo hiểm y tế. Bệnh nhân nữ 55 tuổi này ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đang theo dõi điều trị ung thư di căn não đa ổ tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân đã vượt tuyến điều trị nên chỉ được hưởng bảo hiểm y tế chi trả 32%. 10 ngày nhập viện, bệnh nhân đã phải nộp 12 triệu đồng. Nhưng theo quy định vượt tuyến, bệnh nhân chỉ được hưởng bảo hiểm y tế 32%, nên điều trị lâu dài số tiền chi trả thêm sẽ không hề nhỏ. Tôi tham gia bảo hiểm y tế để được lên tuyến trên khám thì tôi phải nằm viện tuyến dưới mất 2 tuần. Tôi mong muốn nhà nước là cho chúng tôi là lên thẳng các cái tuyến trên này khám thì không bỏ lỡ cái thời gian vàng để chúng tôi chữa bệnh. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới đây. Trong dự thảo luật, Bộ Y tế đề xuất đối với nhóm người bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở y tế có chuyên môn để được khám chữa bệnh mà không cần chuyển tuyến. Ngành y tế biết rõ rằng trong những cái trường hợp đấy thì chỉ có các cái cơ sở ở tuyến trên mới có thể thực hiện được các cái kỹ thuật đó, thì cũng tạo điều kiện để người dân được lên thẳng và không phải làm cái thủ tục chuyển tuyến từ các cái cơ sở ở dưới lên. Điều đó để giúp cho người dân là thứ nhất là tiết kiệm cái chi phí được điều trị ngay từ ban đầu. Thứ hai là đối với một số những cái trường hợp bệnh mãn tính, sau khi đã được tuyến trên điều trị rồi thì người bệnh sẽ được chuyển về tuyến dưới để được quản lý, theo dõi bệnh mãn tính. Nhưng điều quan trọng là người bệnh sẽ vẫn được nhận các cái thuốc chuyên khoa mà như là cái tuyến trên. Quy định bệnh nhân mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở y tế có chuyên môn để được khám chữa bệnh mà không cần chuyển tuyến, vừa thuận tiện cho người dân, vừa tránh phát sinh khám chữa bệnh trùng lặp hai lần, tức là vừa khám ở tuyến dưới, đồng thời khám lại ở tuyến trên khi chuyển viện. Tuy nhiên, danh mục bệnh được vượt tuyến sẽ được nghiên cứu cụ thể, phải là những bệnh thực sự chỉ có tuyến trên mới có thể điều trị được, đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải cho tuyến cuối.